kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phải bồi thường oan sai hơn 1,6 tỷ đồng. Nguồn tin của phóng viên báo Công an Nhân dân cho biết, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định thi hành án buộc Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phải bồi thường cho ông Huỳnh Chiếm Hoạch, sinh năm 1965, trú ở thôn 3, xã Ea Cu, huyện Cư Cuin, tỉnh Đắk Lắk và 8 người thân của ông Hoạch với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Đây là vụ việc liên quan đến bồi thường oan sai trong tố tụng hình sự đã được Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, yêu cầu bồi thường theo luật trách nhiệm bồi thường nhà nước tại bản án dân sự số 125-2022 GSPT ngày 13 tháng 5 năm 2022. Theo hồ sơ vụ án, cách đây hơn 41 năm, vào ngày 18 tháng 10 năm 1981, ông Phạm Ngự, Chủ tịch UBND xã Ninh Giang, huyện Ninh Hòa, nay là phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tử vong khi đang trên đường về nhà sau một cuộc họp tại địa phương với vết đạn bắn trên thân thể. Ngày 19 tháng 10 năm 1981, Công an tỉnh Phú Khánh lúc bấy giờ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam ông Trần Bê về tội danh giết người. Đến ngày 17 tháng 12 năm 1981, ông Huỳnh Chiếm Phái cũng bị khởi tố bắt tạm giam về tội danh nêu trên. Sau hơn 13 tháng tạm giam, ngày 10 tháng 2 năm 1983, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Khánh ra lệnh tạm tha ông Phái với lý do xét thấy bị can tuổi già, sức khỏe bị sút kém nên không cần thiết phải giam giữ tiếp. Ngày 25 tháng 9 năm 1984, ông B cũng được trả tự do. Thế nhưng mãi đến ngày 10 tháng 12 năm 2009, ông Phái mới nhận được bản photo quyết định đình chỉ điều tra số 337 KSDT ngày 25 tháng 9 năm 1984 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Khánh do không có đủ chứng cứ buộc tội giết người. Nhiều năm sau đó, hai ông Trần B, Huỳnh Chiếm Phái nhiều lần gửi đơn yêu cầu minh oan. Đến năm 2015, ông Phái qua đời, con trai của ông là Huỳnh Chiếm Hoạch tiếp tục khiếu kiện. Đầu tháng 8 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa công khai xin lỗi thân nhân ông Huỳnh Chiếm Phái và tiếp tục tổ chức xin lỗi ông Trần B trong sáng ngày 5 tháng 9 năm 2019. Sau đó ông B và người thân ông Phái yêu cầu bồi thường thiệt hại. Theo thỏa thuận, ông Trần B đã nhận hơn 511 triệu đồng tiền bồi thường, trong khi đó ông Huỳnh Chiếm Hoạch, con trai ông Huỳnh Chiếm Phái và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chưa thỏa thuận được mức bồi thường sau 3 lần thương lượng bất thành, nên ông Hoạch phải khởi kiện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ra tòa. Bản án dân sự sơ thẩm số 06-2022 GSST của Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ngày 10 tháng 3 năm 2022 tuyên xử buộc Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phải bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng cho ông Huỳnh Chiếm Hoạch và 8 người thân. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa kháng cáo cho rằng bản án sơ thẩm tính tăng thời gian 9.490 ngày bồi thường thiệt hại tinh thần với tổng số gần 1,3 tỷ đồng là không hợp lý. Trong khi đó, ông Huỳnh Chiếm Hoạch cũng kháng cáo đề nghị tính thêm thời gian mất thu nhập và thiệt hại vật chất do sức khỏe bị xâm hại. Xử phúc thẩm, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng giữ nguyên mức bồi thường như án sơ thẩm đã tuyên. Kinh hãi lời chăn trối của Nguyễn Hải Dương, đến giờ người cha mới dám nói ra sự thật. Không ngờ thành viên may mắn sống sót lại có cuộc đời bi đát như thế này. Đã 6 năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến vụ án kinh hoàng tại Bình Phước, người ta vẫn không thể nào quên được tội lỗi tày trời mà Nguyễn Hải Dương đã gây ra. Hung thủ thì phải đền tội trước bản án của pháp luật, khép lại cuộc đời không thể dung thứ. Thế nhưng, nỗi đau và nỗi ám ảnh cho người ở lại và xã hội sẽ mãi mãi không thể nguôi ngoai. Cùng chúng tôi nhìn lại thảm án năm 2015 và những ngày cuối cùng của Nguyễn Hải Dương. Rạng sáng ngày 7 tháng 7 năm 2015, người dân bàng hoàng phát hiện 6 người trong một gia đình bị hại tại xã Minh Hưng, huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Vụ án gây chấn động cả nước và gây hoang mang dư luận. Qua sàng lọc, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hải Dương, 24 tuổi, quê An Giang, từng làm trong xưởng gỗ và là người yêu cũ của con gái ông Mỹ, là nghi can chính nên đã tạm giữ Dương khi đối tượng này tới đám tang của các nạn nhân một ngày sau vụ thảm án. Sau đó, ngày 10 tháng 7, cơ quan điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp Vũ Văn Tiến, 24 tuổi, bạn của Dương, khi Tiến đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở thành phố Hồ Chí Minh. Tới ngày 9 tháng 8, cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam thêm Trần Đình Thoại, 27 tuổi, quê Vĩnh Long, là bị can thứ ba liên quan tới vụ án. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17 tháng 12 năm 2015, tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay là do anh bị đối xử tệ. Viện kiểm sát thuật lại lời bị cáo Dương nói với người yêu cũ anh Linh là con gái của Mỹ. Linh là người cuối cùng trong 6 nạn nhân bị vào rạng sáng ngày 7 tháng 7. Các bản giám định tinh thần xác định Dương Tiến trước, trong và sau khi gây án không có dấu hiệu bất thường. Do tức giận việc bà Nga là vợ ông Mỹ không cho Dương và Linh yêu nhau, Dương đã nảy sinh ý định và chuẩn bị cùng đồng bọn thực hiện kế hoạch. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào nhiều tình tiết tăng nặng. Dương thừa nhận hành vi phạm tội như đúng nội dung trong bản cáo trạng. Trả lời hội đồng xét xử về việc bị cáo đã hại bao nhiêu người,
ngập ngừng một lúc Dương rành rọt 6 người. Bị cáo cho biết, trước đó sống chung với Linh ở Thủ Dầu Một, Bình Dương, đến tháng 3 thì chia tay, từ đó không gặp mặt nữa và nảy sinh ý định do bà Nga ngăn cấm. Tuy không nói trực tiếp với bị cáo nhưng thông qua người em họ của Linh, bà Nga muốn Linh quen người nào đó giàu có và thuận lợi cho việc làm ăn. Vì không tiếp xúc được với Linh nên muốn hết cả gia đình, Dương nói với Thoại rằng ông Mỹ nợ tiền làm ăn nên rủ đi cướp lại, sau đó sẽ tạm biệt luôn những người này. Lúc đầu Thoại đồng ý đi nhưng sau đó nói bà ngoại bệnh nên không tham gia nữa. Do không thực hiện được kế hoạch, Dương mượn xe của dì ruột là bà Trinh và dù người này cùng Dương đến nhà ông Mỹ. Lúc đó thì chị Trinh có hỏi đi đâu, nhưng bị cáo nói đi đến nhà người bạn lấy đồ, sau này sẽ cho dì biết sau. Lúc đó bị cáo lên gặp Vĩ cho tiền là để thăm dò tình hình. Những lần ra khỏi nhà, Dương đều để bố và em gái ngủ rồi mới gỡ mái tôn sửa gỗ, treo qua tường rồi lên nhà người dì mượn xe đi. Giải thích về việc này, Dương nói, để tránh camera ghi hình ở sửa gỗ phát hiện. Trước đó, cơ quan điều tra xác định, Dương đã tính toán rất kỹ kế hoạch thực hiện âm mưu, dựng lên hàng loạt chứng cứ ngoại phạm để che giấu hành vi. Sau khi Thoại từ chối, bị cáo quay sang rủ Tiến tiếp tục thực hiện kế hoạch. Dương khai, khi hội đồng xét xử đặt câu hỏi để làm rõ quyết tâm thực hiện tội lỗi của bị cáo, Dương kể, rạng sáng ngày 7 tháng 7, Tiến cùng đến nhà ông Mỹ sau khi nhắn tin cho Vĩ ra mở cửa thì cậu bé ngất xỉu. Tiến nói với bị cáo là thôi về đi, đứa nhỏ còn cứu được, nhưng bị cáo lại nói không được, sẽ lỡ hết kế hoạch nên bị cáo tạm biệt Vĩ. Sau đó Tiến nói với bị cáo, Vĩ mất rồi, không ai biết nên về thôi, nhưng bị cáo không đồng ý, Dương thẳng thắn thừa nhận. Sau khi bé Vĩ, Dương cùng Tiến đeo khẩu trang, tiếp tục đột nhập vào nhà ông Mỹ, cả hai kiểm soát vợ chồng, con trai của Mỹ rồi hỏi nơi để tiền nhưng không được. Anh ta cũng cho biết thêm, bé N con của ông Mỹ đang ngủ nên cũng không biết hay phản ứng gì. Trước khi rời khỏi hiện trường thì Dương thấy bé gái khóc nên quay lại dỗ cho ngủ tiếp. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên án kịch khung với Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến về hai tội hại người và cướp tài sản, Trần Đình Thoại 16 năm tù. Bữa ăn cuối cùng, lúc 3 giờ sáng ngày 17 tháng 11, Nguyễn Hải Dương được ăn bữa cơm cuối cùng trước giờ thi hành án. Theo một thành viên đội thi hành án, Nguyễn Hải Dương đã được trích xuất khỏi trại tạm giam công an tỉnh Bình Phước lúc 5 giờ ngày 17 tháng 11 đến 6 giờ 30, Nguyễn Hải Dương bị đưa vào khu vực thi hành án của Bộ Công an tại tỉnh Bình Dương. Một cán bộ trong đội thi hành án cho biết, từ lúc bị dẫn giải ra xe đến khi mất, Nguyễn Hải Dương tỏ ra rất bình tĩnh, không có biểu hiện lo sợ. Trước khi mất, Dương còn có thời gian châm lửa nhả khói. Sau khi thi hành án, Nguyễn Hải Dương mất ngay sau đó. Sau đó Nguyễn Hải Dương được chuyển về bệnh viện đa khoa Bình Phước và làm thủ tục bàn giao cho gia đình. Được biết, việc cơ quan chức năng bàn giao cho người nhà và được nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. Luật sư Đỗ Hải Bình chia sẻ, khi vào trại tạm giam thăm Dương cách đây 15 ngày, Dương đón nhận chuyện thi hành án nhẹ nhàng lắm. Các phạm nhân khác còn kể, cậu ấy hát bolero rất hay nữa. Theo luật sư Bình, tâm lý của Dương khá ổn định, không quá sợ hãi hay hoang mang. Dương cũng như các người tù án kịch khung khác đều không được thông báo thời điểm thi hành án để tránh ảnh hưởng tâm lý sức khỏe. Dương vốn có giọng hát rất hay, nên những ngày gần đây Dương hát cho các phạm nhân khác cùng nghe. Thời điểm tôi vào thăm thì cơ quan thi hành án vẫn chưa có ấn định ngày, Dương cũng không biết gì, cậu ấy cũng không hề xin ân xá, có lẽ Dương đã biết được ngày mình đền tội sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Trước đó khi thông tin Nguyễn Hải Dương sẽ bị thi hành án thì bà Vũ Thị Thi, 47 tuổi, là mẹ của Vũ Văn Tiến bị án tiếp tay cho Dương, luôn sống trong tâm trạng hoang mang. Bà Thi cho biết, lần vào thăm con gần nhất là vào ngày 2 tháng 11, lúc này thì Tiến buồn rầu, tâm trạng bất an, cậu ta có hỏi mẹ bên trại tạm giam có gọi điện gì cho mẹ không, rồi cúi mặt. Giờ tôi biết làm gì đây, tôi chỉ còn cách viết các bức tâm thư gửi đi cầu cứu khắp nơi, còn nước còn tát chứ tôi chẳng còn cách nào khác. Ông bà biết tin Dương sắp bị thi hành án mà than rằng, Dương mất là đúng tội, nhưng Tiến mất ông không cam tâm. Tại vì nếu Tiến đồng minh với Dương, dù đi cướp của Hải Tiến đồng ý thì tôi cũng không còn gì để nói. Trao đổi với báo chí về việc Dương bị thi hành án thì bà Thi cũng chia sẻ, trước đó tôi có ý định qua Tết sẽ trực tiếp ra Hà Nội gửi đơn xin giảm án kịch khung cho con trai tới các cơ quan chức năng. Nhưng giờ Dương thi hành án sớm nên tôi quyết định ra Hà Nội luôn vì sợ sẽ không kịp mất. Vào ngày 20 tháng 9 năm 2018, Hội đồng thi hành án tỉnh Bình Phước cho biết người tù Vũ Văn Tiến đã bị thi hành án tại Bình Dương. Trước khi bị đưa đi thi hành án thì Tiến được nghe công bố và tống đạt các quyết định không kháng nghị của Viện Kiểm sát Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao và quyết định bác đơn xin ân xá giảm án của Chủ tịch nước. Mẹ Nguyễn Hải Dương ngất xỉu khi hay tin con bị thi hành án. Trước ngày Nguyễn Hải Dương bị thi hành án, bố của Dương cho biết ông đã chuẩn bị tâm lý, riêng mẹ của Dương thì ngất xỉu. Sau khi biết thông tin Nguyễn Hải Dương được Hội đồng thi hành án tỉnh Bình Phước thi hành án vào ngày 17 tháng 11, chiều ngày 15 tháng 11, ông Nguyễn Phú Hải, 49 tuổi là bố của Dương cho biết ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước đó. Cơ quan chức năng đã yêu cầu gia đình ông làm đơn nhận con. Ngày ấy không giấu được nỗi buồn, ông Hải cho biết. Dù tội của con trai mình là không thể tha thứ, nhưng nghĩ đến việc con trai mình sắp mất, ông không kìm lòng được, ông đau đớn. Lần gần nhất tôi gặp con là vào ngày 2 tháng 11, Dương vẫn ổn, có điều như thường ngày, Dương không nói gì với tôi cả. Tôi thấy buồn vì những lỗi lầm mà con gây ra, tôi lại không dạy dỗ được con, đến bây giờ con phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Theo ông Hải, Dương chỉ mong muốn sau khi mất đi sẽ được hỏa táng và đưa cho cốt về chùa để an táng. Trước có xin hiến mình cho khoa học nhưng không được Dương buồn lắm, bởi theo cơ quan chức năng, khi bị thi hành án thì không thể nào hiến được. Tôi sẽ giúp con thực hiện chăn chối cuối cùng của đời mình là đưa cho cốt vào chùa. Khi được hỏi về mẹ của Dương, ông Hải cho biết, vợ ông rất đau khổ khi nghe tin con trai sắp bị thi hành án, bà ấy đã ngất xỉu và khóc rất nhiều. Dẫu biết con mình bị tội thì thích đáng, nhưng có người cha người mẹ nào lại chịu được cảnh con mình mất đâu chứ. Hôm nay, bà ấy cùng với các dì cũng đến trại tạm giam để gặp con lần cuối, nhưng không được vào thăm vì không đúng ngày. Theo ông Hải kể, từ ngày Dương gây ra vụ án 6 người trong gia đình của Linh, gia đình ông phải đối mặt với lời ra tiếng vào từ nhiều người. Con gái của ông đi học cũng bị bạn bè không thích, và còn vợ ông mỗi khi nhắc đến Dương, đến Linh đều không kìm được nỗi xúc động. Lúc mới nghe tin cả nhà cháu Linh mất, bà ấy đã xỉu. Sau khi biết tin con trai mình là hung thủ thì bà ấy càng sốc hơn nữa. Có ai ngờ Dương đã làm ra những chuyện tay trời như vậy. Cũng trong buổi tiếp xúc lần này, ông Hải một lần nữa mong được gia đình của nạn nhân tha thứ bởi những mất mát quá lớn mà Dương đã gây ra. Đồng thời ông Hải cũng bày tỏ mong muốn cuộc sống của gia đình ông sẽ trở lại bình thường, bớt điều tiếng không hay từ phía mọi người. Trước đó, bố của Nguyễn Hải Dương chia sẻ thêm, vào ngày 18 tháng 11 là sinh nhật của Linh, gia đình ông đến trước mộ cô gái thắp nhang xin lỗi. Phải đợi đến trưa chúng tôi mới dám vào mộ của Linh vì sợ giáp mặt với người nhà của cháu. Dẫu biết là xin lỗi giờ này đã muộn màng, nhưng nói ra còn hơn không. Từ hôm Dương bị bắt, gia đình ông chưa bao giờ vào thăm mà chỉ được đến trại giam gửi đồ cho con. Dương muốn gặp mẹ mà mẹ Dương chắc phiên tòa sắp tới không lên được vì bà chịu không nổi. Nhưng điều khiến tôi trăn trở nhất là việc Vũ Văn Tiến đã bị Dương đưa vào vòng phạm pháp. Ông bảo nếu Tiến phải nhận bức án cao nhất là do lỗi của Dương, áy náy của tôi sẽ chất chồng. Tiến nhìn hiền khô, chắc bị Dương rủ đi đòi nợ rồi yêu cầu tham gia. Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi thì bố vợ của ông Lê Văn Mỹ, chủ công ty gỗ Quốc Anh cho biết, gia đình ông cũng không nhận được bất cứ thông báo gì về việc thi hành án Nguyễn Hải Dương vào ngày 17 tháng 11. Cuộc sống bé nờ, nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ án ở Bình Phước. Vào năm 2017, 2 năm sau vụ án ở Bình Dương, cuộc sống của các biệt thự đang dần trở lại nhịp sống bình thường. Những công nhân đã đi làm trở lại. Riêng bé nờ khi ấy đã 2-3 tháng tuổi, thành viên duy nhất may mắn sống sót trong gia đình ông Mỹ đã rời Bình Phước lên Sài Gòn với dì và bà ngoại. Đến cuối tuần thì được đưa về căn biệt thự. Chịu trách nhiệm nuôi dưỡng bé là một người dì của bé. Dì của bé vào thời điểm đó chưa có gia đình riêng, nhưng có công việc thu nhập ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh và rất yêu thương bé nên hy vọng có thể bù đắp chăm sóc tốt cho bé. Còn về ngôi nhà và xưởng gỗ thì theo luật sư Đào Xuân Thành, đoàn luật sư tỉnh Bình Phước là người đại diện quyền lợi cho gia đình bị hại tại tòa sơ thẩm cho hay, hiện nay gia đình nạn nhân đã thống nhất toàn bộ tài sản do bé nờ thừa kế. Một nhân viên bảo vệ tại siêu thị nội thất đối diện căn biệt thự của gia đình ông Mỹ cho biết, một tượng Bồ Tát lớn và nhiều tượng nhỏ đã được dựng trước sân để cầu nguyện bình an. Do biệt thự ở gần quốc lộ nên nhiều người dân đi ngang cũng vào thắp nhang cho nạn nhân. Trước đây căn biệt thự không có người ở, giờ thì tôi thấy có người ra vào rồi. Có mấy lần tôi thấy con bé nở cũng chạy ra ngoài chơi, con bé ngây thơ tinh nghịch lắm, tội nghiệp. Thời gian trôi qua, mọi chuyện đã lùi vào dĩ vãng nhưng nỗi đau của người ở lại vẫn còn khắc khoải mãi. Mỗi lần nhắc lại vụ án đó, dư luận vẫn không khỏi bàng hoàng và sửng sốt. Kịch tính, khách hàng kể suýt mất 280 triệu. Thêm một chiêu thức lừa đảo siêu tinh vi, đến số tổng đài chính thức cũng không thể tin. Việc tài khoản của bạn bỗng dưng nhận được một khoản tiền, bạn chưa kịp sung sướng thì liền sau đó có một nhân viên ngân hàng gọi điện hoặc nhắn tin cảnh báo đang có giao dịch đáng ngờ, tài khoản đang bị treo hoặc tạm khóa và hướng dẫn chủ tài khoản cách thức xử lý. Nhưng sau khi thực hiện các bước như hướng dẫn thì bao nhiêu tiền đã bị bốc hơi sạch, hoặc một trường hợp có một tin nhắn đến từ tổng đài yêu cầu bạn truy cập vào link, sau đó tài khoản bạn bỗng dưng bốc hơi tất cả số tiền là chuyện không phải chưa từng xảy ra. Mới đây, mạng xã hội xôn xao dòng chia sẻ của cô vợ khi chỉ còn một bước cuối cùng nữa là chồng cô bay 280 củ trong thẻ ngân hàng Vietcombank. Chỉ sau vài giờ đăng bài viết, đã nhận về hàng ngàn lượt thích, chia sẻ và comment của cộng đồng mạng, tỏ vẻ bất bình về chiêu trò lừa đảo và chúc mừng vợ chồng cô đã may mắn bảo lưu được số tiền. Vậy chi tiết câu chuyện này là như thế nào? Ngân hàng Vietcombank đã xử lý tình huống này ra sao? Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Nguyên văn dòng chia sẻ của vợ nạn nhân như sau: nhà em đã suýt mất 280 củ như thế nào? 19h36 phút tối nay, có một tin nhắn từ đúng số tổng đài Vietcombank gửi đến điện thoại chồng em với nội dung ứng dụng Digibank được phát hiện kích hoạt trên thiết bị lạ, gửi kèm một đường link yêu cầu đăng nhập vào để đổi thiết bị hoặc hủy đi. Tin nhắn từ đúng tổng đài thì quá là uy tín rồi, chồng em cũng ấn vào link. Màn hình đăng nhập y hệt web chính chủ, nhập ID và pass xong rồi, đến đoạn chuẩn bị ấn đăng nhập thì tự nhiên khựng lại, thấy sai sai vì Digibank là app trên điện thoại của Vietcombank mà lại gửi link giao diện web. Xong nhìn lại link tên miền vietcombank.vn, xong lại gạch ngang ms.top, thế là hủy ngang, chuyển hết tiền sang tài khoản ngân hàng khác cho yên tâm, rồi mới gọi tổng đài Vietcombank. Tổng đài hỏi lại một câu, thế anh đã đăng nhập chưa? Chồng em bảo gõ vào rồi nhưng chưa ấn đăng nhập. Bạn ấy bảo may mắn vì đây là chiêu thức lừa đảo mới. Sau khi mình đăng nhập, nó sẽ báo OTP về máy, mình ấn vào cái là tài khoản trừ hết sạch tiền luôn.
May mà chồng em tỉnh táo, chứ phải em là xong phim rồi đấy. Sợ thế. May mắn thật sự luôn ý. Đúng là các cụ độ cho đến giờ phút đầu óc nó sáng suốt tỉnh táo. Ngay sau khi bài viết được lan tỏa thì nhiều người thắc mắc lý do vì sao lừa đảo mà nhắn đúng vào số tổng đài chính thức của Vietcombank. Thì ngay dưới bài viết này, một số cộng đồng mạng cho rằng đây không phải là nhóm lừa đảo hack được tổng đài của Vietcombank mà là fake brand name Vietcombank. Khi tin nhắn gửi đến điện thoại mình mà điện thoại thấy cùng đầu tên thì gộp vào một cuộc hội thoại. Do đó mới có cả tin nhắn cũ và tin nhắn mới cùng nhau như vậy. Vụ khách hàng Vietcombank bị mất tiền, nếu hệ thống bị hack Vietcombank phải trả lại tiền cho khách hàng. Trường hợp nói trên không phải là vụ hy hữu đầu tiên của ngân hàng Vietcombank. Trước đó vụ việc anh Lê Nguyễn Thành N nhận được tin nhắn trên đầu số của Vietcombank thông báo tài khoản bị khóa và có hướng dẫn truy cập. Sau khi thao tác, anh bị mất tiền trong tài khoản. Cụ thể vụ việc xảy ra đối với Lê Nguyễn Thành N, ngụ tại quận Tân Bình, khi điện thoại của anh nhận được tin nhắn với nội dung Vietcombank trân trọng thông báo tài khoản của quý khách hiện tại đã bị khóa. Đăng nhập đường link veavietcombank.cc để xác thực ngay hôm nay. Vì thường xuyên phải dùng tài khoản nên khi thấy tin nhắn như vậy, anh N liền thực hiện theo hướng dẫn. Tuy nhiên thực hiện xong thì anh bị trừ 49 triệu đồng trong tài khoản. Anh Lê Nguyễn Thành N rất bức xúc chuyện này khi trao đổi với chúng tôi. Vì khi làm việc với Vietcombank thì phía ngân hàng thông báo lỗi này do khách hàng. Khi anh đến báo vụ việc với công an phường 5, quận 6 thì phía công an xác nhận có mấy vụ việc khách hàng bị mất tiền giống anh có đến báo. Khi tôi đến báo công an thì thấy trên bàn có hai bộ hồ sơ báo án giống hệt như trường hợp của tôi. Công an thường trực còn hỏi tôi có phải đến báo vụ mất tiền tại Vietcombank mà chuyển tiền vào một tài khoản tại ngân hàng BIDV hay không. Anh Lê Nguyễn Thành N cho biết. Trao đổi cụ thể về vấn đề này, theo luật sư Trần Đức Phượng, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong vụ việc này nằm ở hai vấn đề. Thứ nhất, cái tin nhắn SMS bình thường là nó hiện số điện thoại nếu chưa tạo tên trong danh bạ, hoặc hiện tên nếu đã lập tên trong danh bạ. Tuy nhiên, việc tạo ra tên là do bên nhận tin nhắn tự tạo ra và lưu trên SIM trên điện thoại hoặc lưu trên các ứng dụng điện toán đám mây khác như Gmail. Ngoài ra, từ tổng đài, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông vẫn cho phép tạo ra các tên nhà sử dụng dịch vụ, gọi là tên viết tắt doanh nghiệp như Vietcombank, HDBank hay Techcombank rồi nhắn cho khách hàng. Vụ việc này hacker đã sử dụng qua tên viết tắt của doanh nghiệp rồi nhắn thông báo cho khách hàng. Khách hàng nhận được tin nhắn xác định đúng là của Vietcombank nên khách hàng tin tưởng vào nội dung tin nhắn này. Như vậy lỗi và kẽ hở ở đây là tên ngân hàng sau khi nhắn SMS. Luật sư Trần Đức Phượng cho biết việc xâm nhập này có thể theo hai trường hợp. Một là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông bị xâm nhập nên người đột nhập tự do dùng tên ngân hàng để nhắn cho khách hàng. Hai là ngân hàng bị xâm nhập vào hệ thống nên người đột nhập dùng hệ thống của chính ngân hàng này nhắn tin cho khách hàng. Thứ hai, nội dung tin nhắn có cài đường link cho khách hàng làm theo. Cho khách hàng thao tác và tưởng là của phía ngân hàng rồi từ đó nhắn mã OTP. Khi có mã OTP thì người đột nhập dùng lệnh chuyển tiền của khách hàng sang tài khoản khác nên khách hàng bị mất tiền. Trong vụ việc này, việc khách hàng tin tưởng tên ngân hàng trên tin nhắn và làm theo cũng khó phân biệt được kiểm tra link đúng nên thao tác theo hướng dẫn. Như vậy để giải quyết về tổn thất của khách hàng, theo luật sư Trần Đức Phượng, cần phải xác định rõ tin nhắn SMS đến khách hàng với tên Vietcombank là do bị xâm nhập từ ngân hàng hay là từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hay một hướng xâm nhập khác mà hai bên này phải làm rõ. Nếu xâm nhập từ hệ thống bên nào, ngân hàng hay nhà cung cấp dịch vụ viễn thông thì bên đó phải bồi thường cho khách hàng đã mất tiền, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Không thể có kiểu hoạt động với hệ thống quản trị yếu kém nhưng cho mở rộng hình thức giao dịch. Khi khách hàng mất tiền thì không chịu trách nhiệm bồi thường cho khách hàng, luật sư Trần Đức Phượng nêu rõ. Theo Vietcombank, thời gian gần đây tiếp tục xuất hiện một số hình thức lừa đảo mới nhằm đánh cắp thông tin dịch vụ ngân hàng, qua đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng. Phương thức chung là mạo danh thương hiệu ngân hàng, nhân viên của nhà mạng viễn thông để yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật dịch vụ ngân hàng. Theo đó, đối tượng lừa đảo tạo lập và sử dụng website, trang mạng xã hội mạo danh thương hiệu Vietcombank để mời phát hành thẻ hoặc vay vốn tín chấp với lãi suất ưu đãi. Cụ thể, đối tượng lừa đảo đăng tải thông tin mời khách hàng có nhu cầu phát hành thẻ, vay vốn tại Vietcombank, có kèm theo đường dẫn lừa đảo của các diễn đàn, website mạo danh. Khi truy cập vào các đường dẫn trên, khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và bản sao hồ sơ tài chính cá nhân theo thông tin liên hệ của đối tượng lừa đảo, địa chỉ email, điện thoại và thường không gặp mặt trực tiếp. Trong một số trường hợp, khách hàng bị yêu cầu chi trả một khoản phí hỗ trợ hồ sơ thẻ tín dụng, vay và giải ngân tiền. Ngay sau khi chuyển tiền, khách hàng sẽ không thể liên hệ theo các số điện thoại của đối tượng lừa đảo. Vietcombank nhấn mạnh, ngân hàng chỉ có website chính thức duy nhất và ứng dụng Vietcombank tại App Store, Google Play để giao dịch ngân hàng điện tử. Vietcombank khuyến cáo khách hàng không truy cập vào đường dẫn của các diễn đàn, website mạo danh thương hiệu.